Theo phương án thiết kế của Bộ Giao thông Vận tải, dự án có quy mô xây dựng hơn 10 km đường dẫn phía Hải An, Cát Hải, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 4 làn xe, rộng 30 m và một cầu chính cùng hai cầu dẫn phía Hải An và Cát Hải, đảm bảo luồng giao thông tuyến 2.500 m với tổng mức đầu tư 11.849 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Còn theo phương án đề xuất của nhà thầu là công ty Sơn Trường sẽ xây dựng cầu dẫn không thông thủy với hai giải pháp, hoặc là một cầu rộng 32 m với 8 làn xe chạy, hoặc hai cầu độc lập rộng 16 m cũng với 8 làn xe chạy. Với giải pháp thiết kế này, mức đầu tư của mỗi phương án không quá 1.000 tỷ đồng. Tưởng là thay cái cầu mà đã được Bộ Giao thông phê duyệt bằng một con cầu dẫn, có nghĩa là một con cầu phẳng, có cao độ chúng tôi đang dự kiến là dương 6. Khi đưa ra một cái giải pháp thi công thì đương nhiên phải tuân thủ tất cả những cái thông số kỹ thuật cho phép. Tuy nhiên, đề xuất này nhận được sự phản ứng ngược của Bộ Giao thông Vận tải khi cho rằng đây là đề xuất thiếu thực tiễn, bởi công trình này nằm trên biển, điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, thi công khó khăn và đòi hỏi phải có giải pháp kết cấu vĩnh cửu để đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho cảng với lưu lượng lớn và tải trọng nặng. Là một cái đề xuất bất hợp lý, một cái giá không tưởng, một cái ý tưởng là không thực tiễn. Và vì vậy, tổng hôm nay chúng tôi cũng xin thông báo là báo lại với cảng chỉ là quan điểm của chúng tôi nhìn nhận vấn đề là như vậy. Cái tiến độ bây giờ rất gấp rồi. Cảng Hải Phòng nó bây giờ quá tải, bây giờ cần phải có cái cảng mới rất gấp và cho tàu lớn. Mình đã bỏ cái văn phòng đi, mình không làm trung chuyển để mình nhờ vào cái này mình trung chuyển, vì cái này đã cho phép tàu để 8 vạn và 10 vạn là không để tải vào rồi. Đây một cái điểm trung chuyển rất tốt và rất cấp bách. Nhiều chuyên gia về cầu đường thì cho rằng mặc dù vốn đầu tư chênh lệch nhau quá lớn, song xét về thiết kế xây dựng thì cả hai phương án của Bộ Giao thông Vận tải và công ty Sơn Trường đều có tính khả thi. Song chọn phương án nào cần phải nghiên cứu kỹ hơn và cần phải đảm bảo ba yếu tố là chi phí đầu tư, chất lượng công trình và tuổi thọ công trình.